Danh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới của Danh hôm nay. Lời đầu Danh chúc cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay Danh quay trở lại chùa Trung Thọ để tiếp tục ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Và hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2023 nha cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ Danh sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để mình xem không khí bên trong như thế nào nha. Nãy ở phía bên ngoài có nhạc bản quyền nên Danh không có chào được. Thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho Danh nha. Và bây giờ Danh sẽ vô bên trong và ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Khi mà bước vô mình sẽ thấy một ngôi chánh điện đầy rực rỡ những ánh đèn. Đó, rất đông người. Và hiện tại mọi người đang đổ dồn về nơi tập luyện của đội múa trần cũng như là chay giam. Rất là đông cô chú anh chị các bạn. Và phía bên đây cũng có một đội múa chay giam nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Để Danh qua bên đây ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Hôm nay rất là đông luôn nha. Và phía bên đây chính là cái xa la để tiếp đón Phật tử vô để cúng dường nè. Và giờ bây giờ Danh sẽ đi vô trong ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây cô chú anh chị các bạn. Và phía trên Danh thấy có những viên đá xi ma nè. Để lên trển ghi hình cho cô chú anh chị các bạn xem nè. Thì những viên đá xi ma này sẽ được đem lên vào ngày thứ ba lên chánh điện. Đây dễ Danh quay sát cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thank you.
những ánh đèn lấp lánh rất là đẹp luôn. Qua đây chỉ là mới là cái màn tập luyện thôi nha cô chú anh chị các bạn. Là ngày 1 tháng 4 năm 2023. Đây xem màn trình diễn của chàng đây nè. Thank you.
bây giờ anh sẽ đi qua trên dòng chính điện để ghi hình chia sẻ xung quanh như thế nào nha. Và bên đây, phía bên đây rất là nhiều chiếc xe để bên đây nè. Đó, và bên đây là cái rạp nè. Mọi người đổ dọn về nơi mối trần rất là đông á. Và đây là những hàng chữ Khmer nè, anh chị nào biết thì có thể đọc và hiểu nha. Rất là nhộn nhịp luôn cô chú anh chị và các bạn. Bên đây là những ánh đèn lấp lánh luôn à. Thì giờ này các vị sư cũng đang làm tranh thủ nè. Và phía bên đây đã có bán vật phẩm rồi nè cô chú anh chị và bạn. Nó có cuốn tập rồi chỉ rồi nhang. Đó, những đồ này sẽ đem lên chánh điện, mình sẽ thảy vô Hoshima và cầu an cho bản thân mình cũng như là cho gia đình. Rồi, ok, anh sẽ đi tiếp nha. Và phía bên đây chính là tự Phật Niết Bàn, cũng trang trí đèn led rất là đẹp. Đây cô chú anh chị và bạn, đây chính là cái cổng đi lên phía chánh điện, là ở đường phía trước luôn á. Những ánh đèn được trang trí rất là đẹp. Trên đấy đặc biệt ở hai bên cổng đi lên chánh điện là hai tượng Neri Khmer nha cô chú anh chị và bạn. Đó, hai bên á. Thì trước cổng chùa lên chánh điện thì có hai bên đều bán vật phẩm. Và phía bên đây chính là câu chuyện nói về Đức Phật nha cô chú anh chị và bạn. Bữa đầu tiên anh có quay cho cô chú anh chị và các bạn xem rồi đó. Thì hôm nay cũng đã hoàn thành rất là nhiều rồi nha. Có vẻ rất là hoàn thành luôn nè. Nó có thắp nhang rồi. Có người ta cũng thắp nhang rồi. Đây chính là nơi bán vật phẩm. Và phía bên đây chính là cái cổng đi vô nha. Đó, mọi người đang đi vô rất là đông luôn á. Quá trời đông luôn cô chú anh chị và bạn. Thì những chiếc xe cũng chiếc xe của danh nằm tuốt ở trong luôn á. Giờ một lát đi về không biết lấy xe ra kiểu gì đây. Giờ này là người ta đang đi vô rất là đông nè. Và cái đường phía bên đây là người ta bán đồ nè, nước uống nè, rất là nhiều. Để anh đi qua quay chia sẻ luôn. Đây cô chú anh chị các bạn. Nó bán rất là nhiều mà đồ ăn nữa nè, có đồ ăn luôn à.
quán nước mía cam cam ép, uống nước lèo, hộp vịt lộn gì có đầy đủ hết luôn nè. Đây là phía bên trong đây. Phía bên đây hơi tối, bây giờ danh sẽ đi ra ngoài nha. Đó, người ta bán đồ ở đây rất là nhiều. Phía bên đây nãy dành lại không có xe, bây giờ quá trời xe luôn à. Đó. Hello anh Sơn Tinh. Hello, chào mọi người, chào khán giả của Danh Ngọc Trinh Vlog ha. Rồi ok. Đây, ở đây là khu vực trước cổng ngôi chính điện, ở trước ngôi chính điện. Và còn khoảng 4 ngày nữa với lễ Cấp Giới Sư Me. Đúng rồi. Bây giờ thì ở đó chùa rất là đông. Dạ. Mình dẫn mọi người đến chỗ này. Ok, bây giờ mình sẽ đi theo anh Sơn Tinh nè. Nơi đây là trước cổng ngôi chính điện các bạn. Thì khi mà mình đến chùa, mình mua sách vở đây nè. Trong này những vật phẩm ở đây là có con chỉ, nhang, tập, câu viết, thì cái lược nữa ha. Để mà mình lên chánh điện mình cầu nguyện và bỏ trong hố xi măng. Đây là của ngôi chùa, chùa bán để mà lấy tiền nó để mà cúng dường cho em tiếp tục ha. Đây là nhóm của ngôi chùa bán và dạ. Chuyển dài bên kia ha. Rồi ok, cảm ơn anh Sơn Tinh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ đi lên chánh điện ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Phía bên trên như thế nào nha. Thấy mọi người thắp nhang ở đây rất là nhiều nè. Đó, thắp nhang cho tượng Phật ở phía bên trên đây. Và bây giờ anh sẽ đi lên chánh điện qua ở đường này. Đây cô chú anh chị các bạn. Đây, chưa về bên đây đã có cột chỉ tay rồi nha cô chú anh chị các bạn. Và đây là những hố xi măng. Đó, mọi người thấy tiền vô nè, cũng như cầu an cho bản thân mình và gia đình. Hôm nay rất là đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Đó, dành dành từ phía dưới lên trên tượng Phật. Và phía bên đây là cái đường lên chánh điện ở phía sau. Đó mọi người tập trung ở đây rất là đông luôn à.
đó, múa chằng nè cô chú anh chị các bạn. Quá trời đông cô chú anh chị các bạn. Qua tiếp bên đây quay cho cô chú anh chị các bạn xem này. Kết thúc đi tiếp nha. Còn Quảng Trúc Sơn tức là cái mê cung, bây giờ anh sẽ đi vòng ba đi xuống dưới ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Và đây là cái cổng phía trước, bây giờ anh sẽ đi xuống. Bây giờ hiện giờ là đổ dồn vô chùa rất là đông nè. Đó, giờ này mát cho nên bà con lại rất là đông. Giờ hầu như bít cái đường đây luôn. Quá trời đông cô chú anh chị quá ạ. Giờ anh sẽ đi qua cái đường này mới được. Và phía bên đây chính là Quảng Trúc Sơn, còn gọi là mê cung nha cô chú anh chị và bạn. Bây giờ anh sẽ đi bên trong xem có ai đi không nè. Và hôm nay có thêm một cái chánh điện mô phỏng nè, đó rất là đẹp luôn cô chú anh chị và bạn.
cái video trước là quay không có nha, nay cái video mới lại có thêm mô phỏng về cái ngôi chính điện rất là đẹp luôn à, có những cái ánh đèn led được sáng lấp lánh. Đây chính là Vạn Trúc Sơn Mê Cung đó, phía bên đây cũng có vị sư để cọc chỉ tay nữa nha. Đó có hai vị sư cọc chỉ tay bên đây. Và phía bên đây chính là cái đường đi vô nè. Đó, giờ mới bước vô thì mình phải đi cái đường này đi vô, còn cái đường đó kia sẽ đi ra nha. Đó. Và bây giờ anh sẽ đi ra ngoài nha. Đi qua phía bên Múa Trần để ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Giờ thì quá đông rồi. Tập trung quá, ở đây rất là đông luôn. Và phía trên chánh điện cũng rất là đông mà. Trên chánh điện mình nhìn rõ hơn chứ nè, đứng ở dưới nhìn không có được rõ đâu. Đây có hai cái người nọm cho nên mọi người lại đây xem rất là đông. Bây giờ anh sẽ đi theo nha. Hình như là đang diễu hành xung quanh chánh điện. Và phía trên chánh điện cũng có rất là nhiều người xem ở phía trên nè. Này giống như mình đi theo luôn nè. Hey!
đây quá chặt luôn. Rồi đứng đây luôn, quay luôn. Bên đây cũng bán đồ rất là nhiều nè, có bán nước mía luôn à, với bánh tráng nướng, với bánh phồng. Diễu hành một vòng rồi xong vô nghỉ ngơi cô chú anh chị và bạn. Hình như hết tiết mục rồi cô chú anh chị các bạn. Thì bây giờ mọi người đang đổ dồn vô chùa rất là đông nè. À giờ xe bên kia cũng có đang mua trần, không biết diễu hành nó mua trần đây. À đang diễu hành luôn cô chú anh chị các bạn. Giờ đứng đây quay tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem nè. Đây đang diễu hành đây. Đó, em quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nè. Đó, có rất là nhiều chàng nè, nhưng mà đồng phục chưa có mặt nha. Chỉ là đeo cái đầu thôi. Tới ngày lễ chính thức mới đeo cô chú anh chị ạ. Tại hiện tại có hai đội múa chằn nha. Thank you.
Anh nhớ qua bên đây tiếp tục múa nữa cô chú anh chị các bạn. Bên kia chặt quá cho nên qua đây rộng rãi chút. Đây là người nộm còn gọi là thịt môn quá cô chú anh chị các bạn. Mình đứng bên kia khu hình nó đẹp hơn nè. Giờ này quá trời đông luôn ạ. Quay không? Đây là kịch bản mới vậy chứ rất là mệt nha cô chú anh chị và các bạn, mệt nhưng mà rất là vui nha. Thì hiện tại danh đứng không cũng rất là khát nước lắm luôn á, nhưng mà chưa có đây nè để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Phía bên đây mình đứng rộng rãi hơn cho nên nó dễ múa hơn.
có lẽ nếu mà quay nữa chắc hơi lâu quá cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì cái video của dành đến đây dành cũng xin kết thúc luôn nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của dành, và cô chú anh chị nào xem video mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ dành nha, để nhận được video mới từ kênh Ngọc Dành Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại.